bé Hà bị ho nhưng bà bế bé lê. Không hiểu tại sao mà bé Hà ho bà xong rồi bà lại bế bé lê. Bế lê xong thì bé Hà hết ho gì. Chào các bạn đã quay trở lại với Eternal Reaction. Em tưởng đây là những trò chơi nhặt cỏ. Chị cũng tưởng thế. Và hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau reaction một cái một trong những cái câu chuyện mà đang được các mẹ chia sẻ rất nhiều với rất nhiều những sự khó hiểu. Đấy là sách giáo khoa lớp 1. Hôm trước em có thấy ở trên Facebook có một cái bài gì mà bảo là bốn cái làn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Làn đấy. Nó chính xác hơn là sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Nào bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau là thử đến với một số những bài học mà được cho là khó hiểu trong cái quyển sách này. Ok. Cái này là viết số thích hợp chị ạ, kiểu Joker, Big Tape là chất của các bộ bài. Bộ bài nó hơi nhạy cảm bởi vì là từ lớp 1 đã cho các em tiếp xúc với cái hình này rồi đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là chắc là các em cũng không biết đâu nhỉ. 2 3 mày đến cái chỗ ấy. Chỉ đếm thôi, đơn giản chỉ là những hình học thôi. Nếu như người lớn nghĩ sâu xa hơn thì người ta sẽ cảm thấy là hơi nhạy cảm. Hình lá bài gì ạ? Không hiểu lắm luôn. Dạy các em lớp 1 là tú nước khơ rồi đấy. Nào hồi xưa lớp 1 em đã biết này chưa? Chưa, em phải tầm lớp 5, lớp 6 gì đấy thì em mới bắt đầu được dạy chơi tấn, đầu tiên là chơi tấn. Đúng rồi, trò đầu tiên của chị cũng là tấn đấy. Đúng rồi. Nếu mà các mẹ nhìn thế này thì cũng hơi khó hiểu là chẳng hiểu sao học sinh lớp 1 lại cho ví dụ là các lá bài. Ngày xưa thì rõ ràng nó là quả cam, quả dâu rồi con chó, con mèo gì đấy. Kiểu ví dụ như mà Tết nhất mà thấy họ hàng ai cầm bộ bài lên thì chắc là biết hóa ra mấy cái hình của mình học trong sách là từ bộ bài này. Thì xong nó sẽ lại lấy ra để nó tập đếm. Nó áp dụng luôn vào trong kiểu nghỉ Tết xong rồi vẫn học tập. Đọc à? Nhà sẻ có sẻ bé, sẻ ca ri ri, phía xa là nhà quả, quả là quả quả. Sẻ bé sợ quá, sẻ bố dỗ, sẻ ca ri ri, ri ri, quả la quả quả, bé sợ gì. Nghe như rap đi. Ôi giời, sao mình... Tôi năm nay hơn 20 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Để mà đọc cái quyển này mà còn méo hết cả mồm vậy chị. Chị có phải là tiếng Việt không vậy? Từ nãy giờ chị có đọc tiếng Việt không vậy? Bởi vì là cái âm từ láy là âm giọng đọc của cái con vật ở đây thì nghe nó hơi dối. Nhưng mà chắc là em nghĩ là cái trang sách này có vấn đề bởi vì là cái phần 4 tập viết hay sao ấy. Phần 4 tập viết thì là ghép lại thành chữ sex đúng không? Nhưng mà mình thấy là cũng chẳng vấn đề gì bởi vì người ta có viết hẳn đâu. Nói chung là do đầu óc người lớn thôi. Hay là những người viết sách ấy, người ta đang mang tâm thế của một đứa trẻ mẫu giáo lớn và mới bước vào lớp 1 ấy. Thì kiểu những câu chuyện của chúng nó nhiều khi mình nghe mình cũng không hiểu mà. Không phải, nhưng mà... Anh chị đang cố gắng để hiểu. Mà tại vì em có được biết là hình như là các em bé lớp 1 ví dụ là học đến trang này chẳng hạn, là các em mới chỉ học đến những cái vần, ví dụ trong quyển này nhá, trong trang này nhá, là mới có vần A này, vần E này, vần O, vần Y, nói chung là những cái vần rất là đơn giản. Thế nên là người ta viết những cái câu này người ta cũng sẽ hơi khó khăn ấy, tại người ta sẽ không thể viết một cái câu dài với nhiều vần, người ta sẽ chỉ viết được những cái vần mà các em đã học thôi. Thế nên là nhiều khi cái câu từ nó không được phong phú, nó không được hợp lý cho lắm. Hay là kiểu tiếp theo là để cho nâng cao trí tưởng tượng ấy, nghĩa là đọc cái câu chuyện mới như này thôi, rất ít chữ như này thôi, quả này sẻ các thứ mà các em phải tự tưởng tượng ra để xây dựng một câu chuyện trong đầu. Hồi xưa em thấy còn có phần là nhìn vào bốn bức tranh xong rồi kể thì một câu chuyện, là mỗi bạn kể một câu chuyện để trí tưởng tượng bay xa. Đấy, giống kiểu như là mình đọc sách ấy thì cái trí tưởng tượng mình sẽ rèn luyện cái trí tưởng tượng mình tốt hơn là lúc mà mình xem phim ấy. Thôi thực ra từ nãy giờ mình với chị Yến là đang cố để hiểu thôi. Okay. Chứ học quá thì cũng thấy khó hiểu lắm. Khi nào mình có con chắc mình không cố được nha đúng không ạ? Tiếp theo là núi cao sông hãy còn dài, 5 năm báo oán đời đời đánh ghen. Đưa cái cụm đánh ghen này vào cái thời điểm này là hơi nhạy cảm đấy nhá. Này, câu trước thì chị còn cố hiểu được nhưng mà cái câu đánh ghen này không hiểu sao lại cho các em lớp 1 nghe cái câu đánh ghen cơ. Cái này thì mang tính chất giáo dục cao đấy. Mình nghĩ là câu này thì cho vào sách lớp 1 thì không hợp lý lắm. Có thể là người biên soạn sách sẽ có một cái lý do là lớp 1 chữ còn chưa biết đọc, nó hiểu làm sao được cái câu này đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là có rất nhiều câu mà kho tàng thơ ca Việt Nam rất là phong phú thì không nhất thiết là phải đưa nội dung đánh ghen này vào sách giáo khoa. Đánh ghen? Nó hiểu đánh ghen là gì? Đúng không? Em chẳng nhẽ bây giờ lại giải thích cho em là đánh ghen là như là có một người phụ nữ và một người đàn ông khác chen vào mối quan hệ. Đấy. Tiếp theo là quy tắc chính tả về âm đệm. Quen biết và quện nhau. Quện nhau? Rồi. Quện nhau là gì? Không phải kiểu các em mình có bao giờ hỏi cô là con thưa cô, quện nhau là gì hả cô? Thì cô sẽ giải thích như thế nào? Thật ra thì em thấy từ quện nhau này thì cũng là bình thường. Kiểu người lớn cứ nghĩ theo cái ý gì đấy.
Theo cái logic mà người lớn nghĩ thì vừa mới quen biết xong lại tiếp tục đến quen nhau thì là nó hơi buồn cười. Nhưng nói chung là do đầu óc người lớn, nhưng mà đây là sách dành cho lớp 1. Quện nhau là ví dụ như là một món ăn, hai nguyên liệu quện vào nhau. Nhưng mà đây là đây là do mình đang bị nghĩ quá là... Đúng rồi, chính vì đầu óc của mình đấy. Ông hỏi, đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để đâu? Đúng rồi, tại vì thế chị nói đến đồ ăn nên là em mới nghĩ, ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ đồ ăn mà trong đầu mình lại nghĩ đến cái... Ờ, đấy khác đúng không? Vua cò và đàn cá, đâu đọc xem nào. Cò kiếm ăn ở ven hồ, gặp cá rô. Nó ra vẻ thật thà, dăm hôm nữa. Hồ bị tát cạn, cả tôm sẽ bị bắt hết. Đàn cá nhờ cò giúp, cò hứa đưa đàn cá đến xóm bên. Lũ cá nghe cò, thế là cò dần dần chén hết cả đàn cá. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Câu chuyện này nó không nhân văn lắm nha các bạn. Mà chắc là câu chuyện này sẽ giáo dục cho các em học sinh nhỏ là đừng nên tin tưởng những thứ gọi là mời, những sự mời mọc hấp dẫn, không nên tin tưởng. Cò vẫn đều thế nhỉ? Mà mình nghĩ là trẻ con mẫu giáo đã được nghe chuyện rồi, đã có môn kể chuyện rồi thì là sẽ hiểu những cái lý thuyết này. Nếu như gặp những bạn mà nó thông minh ấy là nó sẽ suy ra được cái này. Chỉ là trích đoạn ấy thì chị thấy cái này cũng thực ra ấy, không có gì. Em nghĩ là ý mọi người ở cái phần là cò dần dần chén hết đàn cá thì nghĩ đấy sẽ là một cái khá là tiêu cực và khá là gọi gì đấy, hơi dã man. Thế là sẽ không phù hợp đưa vào học sinh cấp lớp 1. Nhưng mà nhá, chị có để ý ví dụ như là tấm cám nhá. Có cái đoạn là rội nước sôi. Vâng, cái đấy cũng dã man và dư ra. Không, nhưng mà chị thấy là thực ra hồi lớp 1 cũng hay được học những cái mà như này để thực ra là để biết được là cái tập tính săn mồi của từng con vật thì cũng không vấn đề ấy, vì đấy nó là động vật động vật từ tự nhiên thôi mà. Cái tranh này thì rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây này, đưa cả lên VTV này. Bé Hà bị ho nhưng bà bế bé Lê. Không hiểu tại sao mà bé Hà ho bà xong rồi bà lại bế bé Lê. Ủa bé Lê xong thì bé Hà hết ho hay gì? Như kiểu là bà bế em Lê đã. Dạ. Xong rồi ba Hà bị ho thì ba bế cả Hà và bé Lê. Nó như kiểu câu chuyện là gì, mình thấy mẹ bị đau chân, mình lo quá, mình quyết định uống Enlin ý, kiểu thế. Nhưng mà em nghĩ là đối với cả tâm lý trẻ nhỏ thì cũng không nên đặt cái tình huống này, bởi vì là nó dễ kiểu tị nạnh nhau ấy, rồi dễ bị tủi thân ấy. Sao thế nhở, tại sao lại viết ra được cái tình huống ấy, kiểu nó không liên quan thế này nhở? Mọi người tranh cãi ở chỗ là đây được coi là trọng nam khinh nữ. Thực ra thì em nghĩ là cái suy nghĩ của người viết bài này chỉ là kiểu chị thì phải nhường em ấy. Ừ đúng rồi. Nhưng mà tình cờ đây thì lại là em trai, thế là mọi người sẽ suy nghĩ sang là đây là một sự trọng nam khinh nữ. Ví dụ cái này hay đấy. Chị Thơm ra đề cặp của Bi có 3 quả cam. Bi đáp, em chả đem cam ra lớp. Chị ví dụ mà. Chị tiếp nhé, Bi cho em bóp một quả. Chị nhầm à, em bóp cho chỉ bú tí mẹ thôi. Thì chị ví dụ mà. Mình cho là ví dụ này nó rất là thực tế. Rất là giống hai chị em. Đúng. Nếu như là nhà nào kiểu chị em anh em kiểu hơi đánh hay nhau một chút thì sẽ có những cuộc hội thoại này thường xuyên xảy ra. Em nghĩ thế. Ừ, nhưng mà nó buồn cười quá. Nó hơi bị thực tế quá. Như trước mà chị học ấy thì nghĩa là chị có 3 quả cam, cho em một quả cam thì còn mấy quả cam thì em này sẽ trả lời đúng là còn mấy quả cam đấy, theo cái chiều hướng mà nó rất là bình thường ấy. Tự nhiên. Bình thường. Nhưng bây giờ thì nó phải cho thêm một tí tính vặn vẹo nữa. Đúng không? Cho kiểu cho bài học nó hấp dẫn hơn. Bác nông dân nọ có một con ngựa tía, một con ngựa ô. Ngựa tía biếng nhác, còn ngựa ô làm lụng vất vả. Một đêm ngựa tía thắc mắc, chị làm hùng hục như thế để làm gì? Ngựa ô ngạc nhiên, không làm thì ông chủ mắng. Chủ mà giúp em làm em sẽ trốn. Ngựa ô lẩm bẩm, có lý lắm. Tức là đây là đang dạy một cái tâm lý là không cần thiết là phải cố gắng. Theo thông tin mà bọn mình vừa nhận được rất là nóng sốt từ ban biên tập. Ban biên tập. Thì đây là câu chuyện bị cắt. Nó không giống như này. Đây là chỉ là một nửa của tảng băng thôi. Nên là đọc thì nó sẽ hơi có một cái nội dung nó không hay cho lắm. Tức là nếu mà xét về nội dung thì có thể là nhiều người sẽ thấy chưa được hợp lý. Nếu mà dạy các em lớp 1 thì là nếu mà dùng theo từ mọi người hay dùng bây giờ thì có thể nói là lươn lẹo ấy à. Dạy các em dạy dạy hư các em ấy đúng không? Dạy hư các em. Thực ra thì bài này em nghĩ là cái tác giả đưa vào cũng chỉ để mục đích là cho các em tập đọc thôi, vì lớp 1 mà thì cũng có thể là cũng chưa quan tâm nhiều đến nội dung mà chỉ đang tập đọc từng từ còn chưa sõi ạ. Hoặc cũng có thể là bây giờ chương trình họ thay đổi rồi ấy, thì chính những người viết sách giáo khoa họ đang kiểu muốn đưa đến một cách tiếp cận, một cách giảng dạy khác từ giáo viên đến với các em ấy. Như kiểu là ở trước đây mình chỉ đọc một đoạn đúng không, nhưng mà trước đấy sẽ có một
hình ảnh hay là một bài viết gì đấy về cái vấn đề là trẻ con không nên như thế này ấy, thì người ta đưa luôn ví dụ này vào để các cô dạy các em là sẽ không được như thế này là không đúng, như này là hư ấy. Đúng không? Có thể thế. Con cá sấu. Mức độ dễ hiểu. Uầy, từ nãy giờ mình không nghĩ là mình xem sách lớp 1 ấy. Ôi, cũng phải căng não nó phết đấy. Đọc còn lưỡi ở lưỡi. Nghĩa là bình thường mình đọc ấy thì mình nghe ở việc mình đọc tin tức ở trên mạng ấy. Vâng. Những cái vấn đề xã hội thứ mình đọc kiểu lướt 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 thôi. Nhưng mà đây nhá, đọc bài tập đọc á, chị phải đọc từng chữ một để chị để xong trong đầu phải hoạt động để xem là nó đang nói vấn đề gì ấy. Xin tỏ các em lớp 1 học khó phết đi chị. Ai thông minh hơn? Ai thông minh hơn học sinh lớp 1. Thực ra dễ hiểu và hợp lý thì các bài học này mình có thấy ghi tiêu đề là tập đọc. Thì cụ thể mục đích của các bài học này chắc là chỉ để cho trẻ em tập đọc rồi là đánh vần, đúng không? Về độ phong phú của từ và các loại vần ở trong câu chuyện thì mình thấy là cũng có. Nhưng xa hơn về nội dung thì là mình thấy đang chưa ổn lắm. Tại vì những cái nội dung này nó hơi buồn cười, nó hơi bị trái ngược với cái logic bình thường của cuộc sống ấy. Chắc là anh nghĩ là kiểu ngày trước là những cái sách giáo khoa mà kiểu được duyệt và thấy mọi người ưng ý là nó kiểu theo khuôn khổ. Cho nên là chắc là muốn kiểu cải biến, phát triển theo một hướng mới thoải mái và funny hơn. Tuy nhiên thì bây giờ thì là mọi người đang muốn thay đổi cái phương pháp dạy học, nó chuyển sang cái mà nó sẽ gần gũi hơn với học sinh, khiến học sinh có hứng thú hơn, đưa nhiều cái phương pháp như kiểu hình họa cuộc sống rồi các thứ vào để học sinh có hứng thú và thực tế hơn. Nhưng mà mình thấy là cái kiểu là đưa cái nội dung này vào thì mình thấy là nó đang hơi trực trọc một tí, không được đúng với cái kiểu mà mọi người đã đề ra lắm. Thực ra thì có khi em nghĩ là các em lớp 1 còn hiểu nhanh hơn mình. Ừ. Ví dụ cái từ quện nhau lúc nãy chị thấy không? Đúng không? Mình lại cứ bị suy nghĩ nó sâu xa, nó khó hiểu quá. Các em chỉ nghĩ đơn giản thôi. 8 trên 10 vì có duy nhất 2 bài là em thấy là bị khó hiểu thật sự. Một là cái bài điền số và đúng cái rồi. Lá bài. Người ta có thể sử dụng cái hình ảnh khác ấy để điền đúng. Số mà đúng không? Thiếu gì hình ảnh đâu. Đánh ghen. Không hiểu sao lại cho cụm từ đánh ghen vào. Kể cả là mình cố suy nghĩ là chắc là cô sẽ dạy là đây là cái hành động không đúng, nhưng mà cũng không nên cho học sinh lớp 1 nên hiểu về những cái vấn đề này đúng không? Lớp em ngày xưa học dốt hay là học giỏi hay gì thì những cái nội dung này đã hiểu hết rồi. Đúng rồi. Nên là mặc dù là em thấy là ví dụ như bài giảng nó hơi funny thì các anh lại vào đầu ấy. Đúng rồi, cấp 2 là cái cấp nó hơi dở gương gương, tức là sẽ đọc cái này và hiểu nhưng mà chưa chắc là đã phân biệt được là đúng sai đâu. Cho nên cái này chị thấy là cấp 2 không phù hợp. Rồi. Nhưng mà thường ấy thì chỉ có cấp 1 mới mới có môn tập đọc. Còn cấp 2 thì những cái nội dung mà nó mang tính chất nhiều đọc và suy ra bài học nó sẽ rơi vào cái môn đạo đức hay dân tộc công dân. Đứa nào mà nó thông minh một tí mà nó nhớ lâu nhá, nó tự nhiên nó đọc anh vách cái bài gì mà đời đời đánh ghen ra trong một hoàn cảnh nào đấy thì kiểu gì cũng có bố mẹ giật mình thôi em, đúng không? Không thể tránh, bây giờ trẻ con thông minh lắm. Là đúng rồi, mà em nghĩ là nhất là kiểu những cái bạn học sinh nào ở cấp 1 mà nhà có anh chị em ấy. Đấy thì là ví dụ mà anh chị em rồi đùa nhau tí là nhỡ thôi em lại hiểu ra những cái ý nghĩa khác mà đáng nhẽ không nên hiểu thì cũng khá là ảnh hưởng. Con rắn. Thì đó, như mình nói thì cũng có thể là bởi vì bây giờ ấy, chương trình học của các em đã cải cách và mọi người thì tất nhiên là những người viết sách giáo khoa này đều là những giáo sư đầu ngành, họ đã kiểu cùng nhau để soạn ra một quyển sách như thế thì mình nghĩ là sẽ có dụng ý. Và mình nghĩ là bây giờ chương trình cải cách thì rất có thể là các giáo sư và các thầy cô muốn đưa các em muốn đưa một cách tiếp cận khác hơn, nghĩa là một cách tiếp cận thực tế hơn đến cho các em học sinh lớp 1 ấy, để vừa rèn luyện tư duy và cũng là kiểu rèn luyện trí tưởng tượng cho các em nữa, đúng không? Nghĩa là đưa ra một cái bài học thực tế về cái vấn đề sai trái đó và để nói với các em là không đúng như thế. Sách giáo khoa là một phần thôi, nhưng mà cái cách, cái giảng dạy của các thầy cô ở trên trường cũng chiếm một phần quan trọng khá là lớn. Ví dụ như là các thầy cô hướng cái suy nghĩ của các em như thế nào thì các em cũng sẽ theo như thế. Đúng, còn bố mẹ thì gần như là chỉ ngồi đọc sách thôi ấy, chứ không trực tiếp ở lớp và nghe giảng thì nghĩa là đọc sách thôi thì sẽ cảm thấy rất là khó hiểu tại sao con mình lại phải học những thứ như thế này ấy. Đấy, nhưng mà lại không ngồi trực tiếp ở lớp nên là mình nghĩ thế. Mình nghĩ là ở những người như bọn mình thì vẫn nên nhìn vấn đề này theo hai chiều ấy. Và đó là màn react sách giáo khoa phiên bản mới của các em học sinh cấp 1. Các bạn thấy sao? Thì hãy để lại comment bên dưới chúng mình nhé. Ngoài ra thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cho Echino. Với tâm thế của một người mà chuẩn bị làm phụ huynh thì mình không biết là vai sau nữa con mình đưa mình quyển sách như này thì mình sẽ dạy nó học như nào. Kiểu con ơi, không phải đời đời đánh ghen đâu. Nó phải như nào, không biết giải thích như nào.